Này, cửa lóc này. Cửa lóc chỉ cần một nút ấn các nhá là tự ra các nhá. Đó, rất là hay đúng không ạ? Cửa lóc này. Đó, đây là tiếp tục này. Chỉ cần một nút ấn các nhá, chỉ cần một nút ấn là không phải giữ là tự vào các nhá. Rất là hiện đại này. Đây các bác xem này. Đó, rất là hay nhá. Ấn ra ấn vào theo ý muốn của mình thôi đúng không ạ? Đó, rất là ok các nhá. Âm thanh thì nghe rất hay các nhá. Âm thanh này. Âm thanh thì con này vũ trường rồi các bác nhá. Đó, để tắt máy này. Đây để laptop này các bác nhá. Chỉ cần ấn này thôi. Ấn này tự lên thôi. Đây chìa khóa thông minh. Đó thì đây. Các bác xem ấy này, xem đầu CD 6 đĩa này. Đầu CD 6 đĩa các bác nhá. Thì con này là đầu nguyên bản của nhà máy luôn. Các bác nhá, đầu nguyên bản của nhà máy luôn này. Đó, một đĩa này. Các bác nhìn đi ạ. Một đĩa này. Tiếp tục hai đĩa này. Các bác nhìn đi ạ. Nói chung là chủ xe mà giữ được cái đầu 6 đĩa này cũng rất là ok các bác nhá. Tại vì sao là nhiều bác là lắp hết màn hình đi rồi bỏ hết cái đầu đi rồi nó rất là lãng phí. Đầu 6 đĩa luôn các bác nhá, đầu có thể sức chứa lên 6 cái đĩa. Đây các bác xem đĩa này. Các bác nhá. Loại ra nữa này. 4 cái rồi. 5 này. Đầu CD 6 đĩa các bác nhá, đầu nguyên bản luôn. Thì rất là đẹp luôn các bác nhá. Này, em cho vào các bác nhá. Đây, 6 đĩa đây. 6 đĩa này. Em cho vào này. Thì đây các bác ấn đĩa vào. Đơn giản thôi các bác nhá. Một đĩa này, đúng không ạ? Đây các bác để đây, nó tự nó hít vào thôi, chỉ cần một nút ấn là nó tự hít vào thôi. Các bác ấn này, nó tự nó vào. Đây tự vào này. Đó. Hai đĩa này, đúng không ạ? Một phát cho 6 đĩa luôn. Các bác cho từng cái đĩa một nhé, là cho 6 đĩa luôn. Đây các bác ạ. À, tự vào thôi các bác nhé. Để tự nó hít vào thôi các bác nhé. Ba đĩa này. Đúng không ạ? Một nút ấn thôi. Nó nhằn đĩa các bác nhé, 4 đĩa này, đúng không ạ? Làm luôn này. Cho vào đơn giản thôi các bác nhé, các bác để nó tự hết vào, đấy, 5 đĩa này. Đến 6 này. Thế là ok đúng không ạ? Đó, khá là ok các bác nhé. Rất là hay luôn các bác nhé. Thì đây đời này đã có vô lăng tích hợp bàn phím các bác nhé. Đây chỉnh tắt tiếng này. Rồi điện thoại này các bác nhé. Đây là lách bài. Và đây là cho to nhỏ nhé. Vô lăng tích hợp bàn phím này. Đó đầy đủ hết các bác nhé. Xe rất đẹp luôn. Điều hòa auto này các bác nhìn này. Điều hòa tự động các bác nhé. Điều hòa auto này. Số tự động đi rất nhà này. Và ghế nguyên bản, ghế da luôn. Ghế da nguyên bản các bác nhé. Ghế da nguyên bản nhé. Cửa lóc đầy đủ hết các bác nhé. Cửa lóc rất là đẹp. Đây em cho hết kính nha, gương kính chỉnh điện đầy đủ hết. Em cho hết kính nha, cho bác xem cái form xe nhá. Đó, xe rất đẹp luôn này. Em cho hết kính nha này. Xe rất đẹp luôn nhá các bác nhá. Đây, thì em quay form bên ngoài cho bác xem nhá, để em tắt máy đi. Đó, ok rồi, em tắt máy đi rồi. Xe rất đẹp luôn các bác nhá. Trước mắt ta là mẫu Daihatsu Lachetti các bác nhá, được sản xuất năm 2010. Nhập khẩu nguyên chiếc. Con này là bản full các nhá, bản full cửa lóc, đề xe laptop các nhá. Đó, bản full. Cửa sổ lóc và đề xe laptop. Form dáng rất đẹp. Dạ vâng, em xin lại đề mẫu xe Daihatsu Lachetti được sản xuất năm 2010, nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc. Xe lên option cực kỳ hiện đại luôn các nhá. Con này được trang bị tất cả là lăng răng đúc rồi. Và phanh ABS 4 bánh. Gương kính chỉnh điện, gương gập điện. Đó. Cửa sổ lóc và đăng kiểm dài các nhá. Cửa đăng kiểm đến tháng 2 2021. Đó. Cái mẫu xe này bên em mới đây về thì là hôm nay em tranh thủ là lên sóng cho bác xem tham khảo cái mẫu xe này nhá. Vậy các bác nào xa có thể liên hệ trực tiếp cho em số điện thoại 0926 836 686 hoặc 0783 135 686 để cọc mẫu xe này nhá. Một mẫu xe Daihatsu Lachetti CDX được sản xuất năm 2010, cực kỳ đẹp luôn các nhá. Tất cả mắt đèn đằng sau đều úp mặn cái đôm hết rồi. Nhìn nó rất là sáng sủa các nhá. Đây. Tất cả đây, phần đèn đằng sau này các nhìn này. Đó, ốp mặn cái đôm này, phần ly lốc này. Đó, rất là đẹp luôn các nhá.
nguyên bản theo xe hết các nhé, cực kỳ đẹp luôn. Tất cả phần chắn mưa này nhá, vè chắn mưa này họ đã độ lên cái vè lốc này, nhìn nó rất là sang xe các nhá. Phần dưới là phần lẹp này nhá các nhá, nhìn nó rất là chắc chắn luôn, cực kỳ đẹp luôn, form dáng đẹp. La răng đúc tất cả là la răng đúc hết các nhá. La răng đúc của nó có một phong cách riêng, nhìn rất là đẹp. Phanh ABS 4 bánh, gương kính chỉnh điện, gương gập điện đó, túi khí, chốt cửa tự động các nhá, chốt cửa tự động. Và cái con này được một trang bị một dàn âm thanh nghe cực phê luôn các nhá, cửa sổ trời toàn cảnh, xe rất là đẹp luôn. Nói chung là được trang bị rất là nhiều chức năng an toàn rồi, mà form dáng của nó đẹp, đi rất là đầm và chắc không nhá. Con này form của nó nhìn nó rất là đẹp, các bác nhìn ấy, nhìn nó form nó căng như này cơ mà, nó căng đét luôn không nhá, mà đi rất là đầm luôn, đi cực và thích luôn không nhá. Đó, xe này nói chung là một cái mẫu xe đẹp các nhá, rất là đẹp luôn, đều xe. Vậy các bác quan tâm hãy đăng ký kênh của em nhé, để những cái video nào em đưa lên cái là các bác nắm bắt được ngay. Bên em rất là nhiều xe, ngày nào cũng xe về, nên là các bác quan tâm thì hãy đăng ký kênh để những cái video là em đưa ra cái là các bác nắm bắt được ngay. Đây phần này mở cốp điện này, chỉ cần một lúc ấn thôi các nhá là nó xe nó tự lên, điện ok luôn đúng không ạ, cần một lúc ấn thôi chứ không phải là mình mở bằng cơ các nhá. Đây các bác xem tất cả phần cốp đây, tất cả phần mũi đinh này, đó, nó rất là đẹp nhá, mũi vít này nó rất là chắc chắn này, phần lỉ đây này, lỉ nguyên bản theo xe này các nhá. Nó đã đẹp thì cái gì cũng đẹp đây các bác nhìn đây ạ. Từ phần lỉ này nó đẹp đều xe luôn các nhá, nó đẹp đều xe luôn này. Đây tất cả là phần lỉ sáng quắc này, cái khoang để đồ của dòng Lachetti nhập này cũng tương đối rộng các nhá, để đồ rất là thoải mái luôn. Bên dưới này thì khỏi bàn rồi đấy các nhìn đấy, phần tất cả này nguyên bản hết của nhà máy, keo này, phần keo nhựa các nhìn đấy, đấy là nguyên bản đấy nhá, tức là IC cốc của nhà máy này các nhìn đấy, rất là đẹp các nhá, phải nói là không được ghép chê rồi, rất là đẹp, rắn luôn các nhá, không bị han mọt gì cả các nhá. Đó rồi ok, sau đây cho bác xem phần qua nội thất nhé. Nội thất của nó thì là rất là đẹp. Tại sao nội thất thì nguyên bản đây các bác nhìn lại ghế da, để mà giữ cái ghế da đến thời điểm này mà như thế này, thật sự các bác là phải nói là một cái chủ nhân là rất là cẩn thận các nhá, rất là cẩn thận thì mới giữ được cái ghế da như này các nhá. Nó ghế da nguyên bản này, ghế da xịn này, từ phần táp lô này các nhìn nhá, từ phần táp lô rất là sạch đẹp nhá. Có cửa sổ trời này các nhìn nhá, cửa sổ trời toàn cảnh các nhá. Đó, tất cả đây phần nhãn mác đây các nhìn này, đó rất là đẹp này. Từ phần nhãn mác đây các nhìn này, nó còn giữ nguyên bản nhé, hai cái tờ này còn nguyên bản này đấy, chưa bị mất này. Đấy, tất cả phần đinh bấm bản lề đây còn mới cứng luôn các nhá. Đó, rất là đẹp này. Đây cánh hàng cửa thứ hai này, từ phần đinh bấm này các nhìn này, rất là đẹp nhá các nhá. Ghế da nguyên bản theo xe, ghế da xịn luôn các nhá. Đây các bác nhìn cái ghế da của nó đã biết là nó xịn rồi, đúng không ạ? Đây. Nhìn nó căng, nó đẹp, nó có độ bóng đẹp các nhá. Một cái mẫu xe nói chung là đi rất là đầm luôn, loa được trang bị vòng quanh xe các nhá. Loa vòng quanh xe luôn. Nội thất sáng sủa này, các bác nhìn ạ. Cái màu đen này thì nó ngồi nó sạch sẽ các nhá, ngồi nó sạch sẽ. Nó cùng với táp ly táp lô lên nó rất là nổi con xe, nó cái độ sang của nó các nhá. Từ phần đây để tay đây đầy đủ hết các nhá, để tay đầy đủ hết. Đó, không thiếu gì cả các nhá, đầy đủ hết. Rất là ok luôn đúng không ạ? Trần thì đã bọc 5D rồi các nhá. Đây trần 5D đây. Bên dưới có một lớp lỉ nữa nhưng mà chủ xe đã độ thêm một cái lớp 5D các nhá. Đây. Các bác xem ạ, đó, bằng cốc bính bấm đàng hoàng này. Đây, ấn vào đây. Cái lót sàn này xong là mình bỏ ra đúng không ạ? Mình giặt rũ này. Đây bên dưới này bên các xem ạ. Trần 5D này họ bọc mất khối nhiều tiền các nhá. Rất là nhiều tiền, họ bọc cả một cái sàn 5D luôn. Đó nên nó rất là sạch đẹp luôn các bác nhá. Đây phần này phần để đồ này. Rất là sạch đẹp, đẹp các bác nhìn này. Khá đẹp luôn các nhá. Rất là chất luôn. Phải nói một cái mẫu xe rất là đẹp các bác. Quá đẹp luôn. Các bác nhìn này, phần ghế này. Ghế da nó xịn thế này cơ mà. Các bác nhìn này. Nó căng đét đến đẹp luôn các bác nhá. Trần 5D rất là đẹp. À quên, sàn 5D các bác nhá. À, xin lỗi. Trần nguyên bản, trần lỉ đây. Trần lỉ nguyên bản theo xe các bác nhá. Căng đét. Xe nói chung là nó đẹp đèo xe các bác nhé. Nó đẹp đèo xe luôn, form dáng đẹp. Rất là đẹp luôn các bác nhé. Đây phần để tay đây các bác nhé. Phần để tay hoặc để đồ đây. Mình có thể để một số cái dụng cụ ở trong xe các bác nhé. Thì phần ghế này, ghế hàng thứ hai đây các bác nhé. Ghế rất là ok luôn, chất lượng luôn.
ghế da xịn của nhà máy này, các nhìn nè. Đó. Thế bác xem. Cái từ cái phần ghế của chủ nhân hay ngồi này. Cái phần ghế của chủ nhân hay ngồi đây, cái người ngồi hay ngồi nhất để ngồi đấy để lái xe đây, còn còn ngồi ít này các nhìn này. Ngồi rất ít luôn các nhá. Ừ, từ phần này còn rất là mới này. Đó, mà cái xịn xô ra xe, đúng không ạ? Xe rất đẹp luôn. Thì con xe này bên em bán giá là chỉ có 250 triệu thôi các nhá, 250 triệu. Một cái giá nói chung là tương đối hợp lý cho các bác nhé, quý anh chị và các bạn. Thì khóa này thì khóa thông minh, nên là khi gần xe nhé, gần xe thì nó mới lổ. Còn các bác nào đi xa cách nhau, cách khoảng 15 mét hoặc 10 mét là nó không lổ. Đó, nó rất là hay, rất là tốt cho các bác mình đúng không ạ? Đó, thì đây em sẽ đè máy lổ cho bác này. Đó, đè một cái lổ luôn, đè lổ là đè lổ xe laptop các nhá, đè lổ xe laptop luôn. Đó, đè phát lổ luôn chứ không phải là vặn làm gì cho nó mệt ra các nhá. Đó, tất cả phần kính điện đây các nhá, phần em chỉnh cho bác xem cái phần gương điện nhá, rất là ngon lành luôn này, gương gập điện hết này, chỉ cần một đứa ấn thôi là hai bên tự vào các nhá, bên này cũng vậy này, hai bên đầu ra này, nó rất là ok các nhá, đầy đủ hết, không thiếu một cái gì cả, điều hòa tự động luôn các nhá, điều hòa tự động luôn, từ phần chắn lắng này, xoay gương đầy đủ này các bác nhá, đây tem mác đầy đủ nguyên bản này, đèn đó cũng nguyên bản trong xe này các bác nhá. 250 triệu cho một mẫu xe CDX nhập khẩu nguyên chiếc đời 2010 các nhá. Cửa số lóc này các kìa. Các bác nào sao có thể liên hệ trực tiếp cho số điện thoại 0926 836 686 hoặc 0783 135 686 để cọc mẫu xe này nhá. Em là Minh Ô Tô, chuyên mua bán ô tô cũ toàn quốc các nhá. Đó. Đây cho bác xem phần khoang máy động cơ này. Máy của nó lổ đại chất luôn, riêng con này máy ngon. Đó, máy con này thì khỏi bàn thôi. Máy đây các bác xem có thể tin vào cái máy này không? Máy nó lổ, đang lổ các nhá. Máy nó đang lổ đấy. Nhưng mà thậm chí các bác không nghe tiếng máy lổ luôn các nhá. Đó. Máy nó lổ êm các nhá. Từ phần lỉ này có nhìn lại nguyên bản trong xe này, nhiều con xe là mất hết rồi các nhá. Nhiều con xe mất hết rồi nhưng con này vẫn giữ nguyên được cái lỉ các nhá. Đó. Máy của nó thì chất rồi. Đó, đứng xa một tí đây. Các bác nghe nó êm không ạ? Rất là êm các nhá. Dạ vâng, đó là tổng thành của cái xe Daihatsu Chetti nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc, được sản xuất năm 2010. Một lần nữa Minh Ô Tô xin thành cảm ơn các bác đã quan tâm và xem video của em nhé. Hẹn gặp lại bác video lần sau. Thân ái, chào tất cả các bác.